Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn xem kênh Lê Phương Vlog Cuộc Sống Malaysia nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cái cách bảo quản hạt giống, bảo quản thế nào mà cho hạt giống nó không có bị chết mầm các bạn. Mấy năm mình trồng nó vẫn lên ha. Thì hôm nay cái cách bảo quản này là cách riêng của mình ha. Thì mình chia sẻ cho bạn nào mà chưa có biết cách bảo quản á, mà nếu mà bạn nào biết cách rồi thì cho qua ha. Thì cũng rất là đơn giản các bạn. Hạt giống mà khi mà chúng ta mua về á, chúng ta mua về nguyên một bịch như thế này ha. Nếu mà chúng ta chưa có trồng á thì chúng ta đem bỏ vào cái tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh để bảo quản ha các bạn. Nó tất cả hạt giống luôn, hạt giống mình mua về á hay là hạt giống mình để giống ra là mình đều bỏ vào ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản ha. Thì bảo đảm với các bạn là mấy năm á cái hạt giống nó vẫn lên ha, nó không có bị chết mầm. Tại vì cái hạt giống mà người ta bán ra nè các bạn, nó có cái hạn sử dụng. Cái hạn sử dụng là một năm hay là 2 năm gì đó thì nó sẽ hết hạn, nó hết hạn rồi thì nó sẽ không có lên nữa. Nhưng mà các bạn bỏ vô trong ngăn mát tủ lạnh á thì nó sẽ vẫn lên, các bạn, nó không có bị hết hạn ha. Đó, mình từ nào giờ thì mình bảo quản cái cách này các bạn, mình thấy nó hiệu quả đó. Tại vì mình không có ở Việt Nam á, mình ở Malaysia nha các bạn. Mình về Việt Nam mình mua hạt giống mình đem qua các bạn thì mình trồng đâu có hết đâu. Cho nên là mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh các bạn. Có khi mà 7 năm, 10 năm á, cái hạt giống nó vẫn lên nha các bạn. Tại vì cái hạt giống mình mua cái hạn sử dụng của nó là có 1 năm, 2 năm là hết hạn rồi. Mà mình bỏ trong cái ngăn mát tủ lạnh, mình bảo quản tới mấy năm trời luôn. Mà mình lấy ra mình gieo vẫn lên nha các bạn. Cái hôm đó là mình mua cái hạt tận ô mình đem qua, là mình để trong tủ lạnh là mấy năm luôn á. Mà mình gieo vẫn lên rất là đều luôn. Đó, cho nên là cũng có nhiều bạn không có biết cách bảo quản đó. Hạt gieo không có lên nữa các bạn. Rồi tình cờ các bạn thấy mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh mà bảo quản đó, thì các bạn hỏi là tại sao bỏ cái hạt giống vô ngăn mát tủ lạnh, thì mình mới nói là mình bảo quản trong đó đó thì hạt giống nó không có bị chết mầm á, nó vẫn lên bình thường á, thì các bạn đó mới biết. Nói cho nên là hôm nay mình chia sẻ với bạn nào mà không có biết cách bảo quản thì cùng làm với mình luôn ha. Còn nếu như mà bạn nào mà biết rồi thì cho qua. Nó thì tiếp theo là các bạn hay hỏi mình là mua hạt giống ở đâu á. Thì ở Malaysia mình mua ở cái tiệm bán nông nghiệp nha các bạn. Tiệm bán nông nghiệp là người ta bán những cái dụng cụ mà làm vườn nè, rồi phân bón nè, rồi cây cảnh, cây giống, nói chung là bán tất cả luôn những cái đồ mà làm vườn á các bạn. Mình thì sở thích của mình là trồng trọt các bạn, cho nên là mình đi tới đâu mình thấy hạt giống mình cũng mua hả. Mình mua rất là nhiều luôn á, nhưng mà mình trồng không có hết. Mình trồng không hết thì mình cứ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh đó các bạn. Mình cứ chừng nào trồng thì mình lấy ra. Cái hạt mà mình bỏ trong tủ lạnh mình bảo quản các bạn, trước khi mà lấy ra trồng á, trước khi trồng á thì các bạn ngâm nước ấm ha. Nó mình ngâm nước ấm khoảng nửa tiếng, một tiếng, tùy theo hạt các bạn. Mình ngâm nước ấm trước cho cái mầm ở bên trong á cho nó nở ra các bạn. Tại vì nó nằm ở trong cái hạt á, mà lâu quá rồi nó bị khô á. Nó bị khô rồi mình phải ngâm nước á, mình ngâm cho nó nở cái mầm ở bên trong ra nó mới dễ lên ha. Còn thêm nữa là mình đi siêu thị các bạn, là mình thấy có hạt giống á là mình mua luôn ha. Nó thì mình đi siêu thị nè, hay là mình đi tiệm bán nông nghiệp nè, tiệm cây cảnh nè, là mình thấy hạt giống mà là mình đều mua ở những cái chỗ đó nha các bạn. Nhiều bạn hỏi mình là mình mua ở đâu á, là mình mua Malaysia là mình mua ở tiệm nông nghiệp với lại siêu thị ha. Đây nè các bạn, cái này là hạt giống là mình mua ở siêu thị nè. Đó, ở siêu thị nè, người ta làm có cái treo, người ta treo lên như nè các bạn. Đó, mình thích cái hạt nào mình xem rồi mình lựa mình mua. Cái này là hạt mướp nè, nhưng mà mình chưa có trồng luôn nữa. Mình mua mà mình để trong tủ mình chưa trồng luôn nữa. Còn này là hạt cải ha. Đó, đây là mướp nữa nè. Đó, những cái hạt này là mình mua ở siêu thị ha. Nè, dưa leo nữa nè. Thì mình mua hạt á, nó không có chữ tiếng Việt các bạn ơi. Tại vì ở nước người ta toàn là tiếng Anh với tiếng Mã, tiếng Hoa đâu không à. Cho nên là mình nhiều khi cái giống cải đó là cải gì á, tiếng Việt Nam mình không có biết dịch ra các bạn. Nhiều bạn hỏi cải đó tên gì á, mình không có rành cái tên các bạn ơi. Tại vì tiếng Anh, tiếng đồ không, cho nên là mình không có biết. Mình chỉ biết nó là cải thôi, hay là dưa leo với mớp vậy thôi. Chứ cải salad nó có nhiều nhiều tên lắm, nhưng mà các bạn hỏi mình á
Thật sự là mình không biết cái đó là cải xà lách gì các bạn, mình chỉ biết là cải xà lách thôi ha. Còn cái hạt giống này nè các bạn, cái hạt giống này là mình mua ở tiệm bán nông nghiệp ha. Tiệm bán nông nghiệp người ta bán phân bón rồi bán dụng cụ trồng trọt này kia đó. Nó là người ta có bán hạt giống này, là mình mua cái này ở trong cái tiệm bán nông nghiệp ha. Đây là cái đậu Nhật nè các bạn. Còn đây là rau dền ha. Đó, bán đủ thứ hết. Bông cải nè. Còn cái hạt giống này nè các bạn, là hạt giống của Việt Nam mình ha. Nó thì cái hạt giống này mình lên Facebook mình mua nè các bạn. Đó, mình mua của những bạn mà cũng Việt Nam mà cũng ở bên đây đó các bạn. Thì các bạn đó nhập khẩu Việt Nam mình qua bán ha. Nó thì mình mua xong rồi người ta gửi tới nhà cho mình. Đó là cái hạt giống này mình mới mua luôn á. Cái này là hạt tía tô nè các bạn. Đó, hạt của Việt Nam mình ha. Còn những cái hạt hồi nãy là của Malaysia ở đây. Còn thêm những cái này nè các bạn. Thêm những cái này. Những cái này là những cái hạt mà mình trồng ra đó. Cái này là hạt mồng tơi nè. Còn cái này là khổ qua ha. Còn cái này dưa lưới nè. Dưa hấu nè. Ớt nè. Đó, tất cả cái hạt này là mình trồng mình để giống á các bạn. Mình cũng đều cho vô tủ lạnh ha. Mình để giống thì mình phơi khô hạt. Mình phơi khô hạt xong rồi mình cho vô một cái túi như thế này. Đó, mình cho cái túi thế này rồi mình sẽ vẽ cái tên vô, mình viết tên vô đây ha. Để mình nhớ coi cái hạt này là hạt gì. Rồi mình cho vô trong cái ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản luôn ha. Thì mấy năm nó vẫn lên nha các bạn. Tại vì mình là chuyên gia là mình bảo quản theo cách này đó. Tại mình thấy cũng có nhiều bạn á không có biết cách bảo quản á, cho nên là hư hạt hết rộng không có lên đó các bạn. Thì mình hỏi ra thì các bạn nói là các bạn để bên ngoài, các bạn không có để trong ngăn mát tủ lạnh, cho nên là mình nói là không có được, là như vậy là nó sẽ hư hạt hết. Tại vì hạt mà để bên ngoài lâu quá nó nóng á các bạn, cái hạt mầm bên trong nó chết rồi, cho nên là nó không còn lên được nữa. Còn mình để trong ngăn mát tủ lạnh á, cái độ mát, cái độ lạnh á, nó sẽ giữ cái hạt mầm của mình nó không có bị chết các bạn. Cho nên là mấy năm mình trồng nó vẫn lên ha. Thì trồng thì các bạn nên nhớ là các bạn phải ngâm nước nha. Mình ngâm nước ấm, ngâm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng gì cũng được hết. Mình ngâm xong rồi mình gieo nó mới lên ha. Đặc biệt cái hạt khổ qua này nè các bạn, các bạn phải bấm cái đầu nhọn của nó đó. Nè, nó có cái đầu nhọn nè. Thì mình bấm, mình lấy kéo mình cắt cái đầu nhọn này mình bỏ ha. Mình cắt tí xíu rồi. Rồi bắt đầu mình ngâm nước ấm, mình ủ là nó mới lên ha. Tại vì cái hạt này nó khó lên á, mình phải cắt phụ cái, cắt bỏ cái đầu nhọn nè, để cho nó dễ nảy mầm, nó dễ tách hạt nó lên ha. Còn ở Việt Nam á các bạn, ở Việt Nam mà muốn mua hạt giống này á thì cũng dễ các bạn ơi. Mình thì mình thường đi chợ á, ở trong chợ mà những cái tiệm mà người ta bán tạp hóa là dụng cụ này nọ kia đó, thì người ta có bán tất cả luôn ha. Là người ta có bán hạt giống nè, rồi người ta có bán những cái dụng cụ mình làm vườn luôn, bán cuốc nè, bán xẻng, bán cầu cỏ, bán kìm tạp hóa đó các bạn, người ta bán đầy đủ hết luôn ha. Người ta có bán cái bình mà mình tưới dời sen á, cái bình mà tưới giống như cái bắp sen các bạn, người ta có bán luôn. Mình là ở Việt Nam là mình hay đi vô cái chỗ này mình mua thôi. Mình vô đó mình mua hạt giống nè, rồi dụng cụ này kia nọ đó, người ta có bán đầy đủ hết luôn. Mà là mình vô đó mình mua là được ha các bạn. Còn không thôi nữa thì các bạn cứ đi cái chỗ mà bán cây cảnh á, hay là bán phân bón hạt giống này kia đồ nông nghiệp á, thì các bạn vô đó các bạn hỏi là có ha. Cái thứ hai nữa là các bạn đi lên cái trang Shopee á, các bạn mua cũng có luôn nữa. Mình thì mình thấy có bán thôi, chứ mình từ nào mình chưa có mua các bạn. Mình chỉ mua trực tiếp tiệm ở bên ngoài người ta bán thôi. Còn cái hạt giống, còn mấy cái hạt giống này nè các bạn, là lần đầu tiên mình mua luôn các bạn. Tại vì mình lên Facebook mình thấy những bạn bè trên Facebook người ta đăng người ta bán đó. Người ta bán hạt giống Việt Nam mình nè. Mình đặt thì người ta gửi tới nhà cho mình luôn. Thì mình đặt cái hạt giống như thế nào, mình gửi hình cho người ta coi á, là người ta gửi y chang cái hình vậy luôn lại luôn cho mình ha. Đó, cho nên là lần đầu tiên mình mua nè. Nhưng mà mình chưa có trồng. Nhưng mà những cái hạt giống này á, thường nó lên rất là đều luôn các bạn. Mình mê hạt giống các bạn ơi, mình thấy là mình mua à. Mình chưa có trồng mà mình thấy là mình mua, mình gom hết mình mua rồi mình bỏ đầy trong cái tủ lạnh á.
Thì cái hạt giống này mình mua là mình chuẩn bị để qua Tết mình trồng các bạn. Tại vì cái vườn của mình nó cũng nhỏ đó, cho nên là nó không có chỗ. Mình trồng cái này xong rồi mình thu hoạch á, mình dọn đất, làm đất lại mình mới có thể trồng được cái khác các bạn. Cho nên là mình ham mình mua vậy thôi chứ mình chưa có trồng ha. Là những cái hạt giống này là mình mua mình để đi qua Tết mình mới trồng. Đó thì cách bảo quản của mình á cũng rất là đơn giản nha các bạn. Mình chỉ cần bỏ hạt giống vô trong ngăn mát tủ lạnh á thì mình sẽ có thể bảo quản mấy năm trời, cái hạt nó vẫn lên nha các bạn. Đó, cái hạt giống của mình này các bạn thấy nè. Còn nữa nha các bạn, cái này là chỉ mới một phần này thôi, còn nữa mình chỉ lấy có nhiêu đây cho các bạn xem thôi. Thì các bạn cứ mua hạt thoải mái, các bạn thích hạt gì các bạn cứ mua. Các bạn mua về các bạn chưa có trồng á thì các bạn cứ bỏ nó vô trong cái ngăn mát tủ lạnh ha. Khi nào mình có thể trồng được rồi mình lấy ra mình trồng. Thì trước khi mà trồng á thì các bạn nên nhớ ngâm qua nước ấm nha. Trừ khi những cái hạt mà khó lên thôi các bạn. Còn chẳng hạn như là cái hạt cải á là mình không có cần nha, mình không có cần ngâm nước. Cái hạt cải là mình gieo thẳng xuống ở dưới đất luôn rồi mình tưới nước lên là 2-3 ngày là nó nảy mầm nó lên rồi. Cái hạt cải rất là dễ lên. Còn ví dụ như những cái hạt khác á thì mình cần ủ ha. Mình cần ủ cần gieo, chẳng hạn như là hạt dưa rồi hạt đậu. Có những cái hạt mà khó lên á thì mình ủ cho nó dễ lên mầm ha. Còn như cái hạt cải, nó tóm lại là những cái hạt cải. Cải ngọt, cải xanh nè, cải salad nè. Nó những cái hạt cải này là mình không có cần ủ ha, tại vì nó rất là nhỏ các bạn. Nó nhỏ li ti và mình đâu có thể nào mình ủ được đâu. Nó dính vô ta, nó dính vô này kia nọ, nó gãi mầm tùm lum hết. Cho nên là cái hạt cải là mình rải trực tiếp vô trong đất á. Đất mình làm xong mình rải trực tiếp vô, bắt đầu mình phun nước lên, mình tưới cho ẩm, cho ướt á. Thì khoảng 3 ngày là nó nảy mầm lên rồi. Nhưng mà cái hạt cải thì các bạn gieo á, các bạn nhớ là đừng có để mà trời mưa nha các bạn. Tránh trời mưa ha, tại vì cái hạt nó nhỏ đó. Mình gieo vô trong đất rồi mà trời mưa là nó sẽ văng đất, nó văng hạt, rồi nó làm cho hư hạt. Còn nếu như mà hạt cải mà nó mới lên đó các bạn, mà trời mưa là nó sẽ dập, nó sẽ gãy hết ha, nó sẽ hư hết. Cho nên là các bạn gieo cái hạt cải thì các bạn nhớ bảo vệ tránh trời mưa ha. Chẳng hạn như là mình gieo trong một cái chậu đi, rồi mình để ở bên trong đó các bạn, để cho hạt cải nó lên á, thì nó lên cái cây, nó lên được cái cây cải rồi á, thì mình mới bắt đầu đem ra ngoài nắng mình để ha. Mình để cho nó hấp thụ nắng thì rau á có đủ nắng, cây rau nó mới mập, nó mới khỏe ha, lá nó mới to ha. Còn nếu mà thiếu nắng á là nó sẽ ốm. Cho nên là cái lúc gieo là mình tránh trời mưa. Còn cái lúc mà nó lớn lên được rồi, nó có lá thạch rồi á, thì các bạn đem ra ngoài nắng các bạn để ha. Là để cho nó lên khoảng chừng một nhiêu đây nè các bạn, là nó lên được đâu 4 lá thạch, 5 lá thạch gì đó, thì mình mới chiết cây ra mình trồng ha. Cũng có nhiều vấn đề á, nhiều bạn hỏi á, tại sao mà chị gieo cải lên đẹp quá, còn sao mà em gieo nó không có lên nó. Rồi tại sao mà chị gieo cây cải nó lên mà cây cải nó mập, nó đẹp, lá nó to, mà sao em gieo lên mà nó úm nhôm nhách, nó ngã hết trơn. Thì các bạn gieo á, các bạn gieo cho thưa ra ha, gieo cho thưa ra, đừng có gieo dày quá. Dày quá nó chen chúng với nhau á thì cây cải nó sẽ ốm. Rồi thêm một phần nữa là các bạn phải để ngoài nắng. Mình gieo nó lên cây rồi mình đem nó mình nắng, mình để cho nó hấp thụ nắng đó, thì nó sẽ không có bị ốm ha. Cây cải nó sẽ mập, nó sẽ lá nó sẽ to. Nó rồi khi mà cây cải nó lên khoảng một ngón tay như thế này nè các bạn, là nó có được nhiều lá thạch rồi đó. Thì mình sẽ làm đất, mình chiết cái cây ra mình trồng ha. Mình trồng theo từng hàng để cây cải nó có cái khoảng cách á mà nó nở to cái cây cải ra. Nó chứ không phải mà mình rải xuống mình để nó tự lên. Nếu mà mình rải xuống mình để cho nó tự lên đó các bạn thì cây cải nó không có bự nha, nó ốm nữa. Cái đó là chẳng hạn như là người ta ăn rau nhỏ, rau mầm á các bạn, thì người ta rải xuống là trực tiếp người ta để lớn người ta ăn luôn. Còn như mình muốn ăn cây cải to thì mình phải chiết cái cây ra mình trồng ha. Mình trồng nó khoảng cách ra khoảng một gang tay, làm khoảng mấy phân như thế này nè các bạn, một cây thì cây cải nó mới có thể to được ha. Nó chẳng hạn như mà mình trồng cái cây cải mà salad đó các bạn, mình trồng mỗi một cái lon sữa là một cây á, nó rất là to luôn. Cái cây cải bây giờ nó bao lớn vậy nè các bạn, nó xoay cái bắp tròn bự vậy nè.
Còn cái cải mà mình trồng ở trong cái thùng xốp á, mình trồng nó dày hơn mà ở trong mát nó bị thiếu nắng á các bạn. Thì cái cải nó khác xa rất là nhiều luôn ha. Nó ốm nè, lá nó dài mà mỏng. Nó còn ở ngoài nắng mình trồng á thì cây cải nó tròn, nó xe bắp lại nè, nó to. Còn ở trong mát á thì nó không có được như vậy. Nhưng mà thật sự ra là cũng cùng một giống mình trồng ra hai chỗ. Mà ở trong mát á thì nó không có được mà to, cây nó ốm nó cao. Còn mình trồng ngoài nắng á thì cây cải nó to, nó tròn, nó rất là đẹp luôn. Cho nên là nhiều bạn hỏi mình á thì cái vấn đề là như vậy nha các bạn. Chứ không có phải mà thiếu phân thứ gì hết à. Phân thì mình vẫn bón đầy đủ bình thường y nhau. Nhưng mà một cái nó ở trong mát á, nó không có bằng một cái ngoài nắng. Ở ngoài nắng thì nó sẽ khỏe, sẽ đẹp hơn. Thì các bạn trồng rau á, rau quả gì cũng vậy hết. Mình nên trồng cái chỗ mà đầy đủ nắng nha các bạn. Nếu mà có nắng á, thì cây nó sẽ phát triển bình thường. Nếu mà không có nắng á, nó rậm quá thì cây nó sẽ không phát triển bình thường, nó ốm hoặc là nó không có năng sức ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem những cái hạt giống này mình sẽ bỏ vô trong ngăn mát tủ lạnh ha các bạn, để mình bảo quản. Thì cái video của mình tới đây á, mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết cái video của mình. Cô chú anh chị và các bạn thấy hay, thấy thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.